động vật, nhiều người thường có ưu đãi vô cùng đặc biệt, từ mua quần áo cho mặt đến cho cả thú cưng ngủ cùng. Cách chăm sóc này từng bị nhiều người chê bai và cho rằng việc làm như vậy đang là nuông chiều thú cưng quá mức. Ấy thế nhưng sau một pha thoát chết vô cùng bất ngờ của một người phụ nữ dưới đây khi đang ngủ, chắc hẳn sẽ khiến quan điểm phản đối việc cho chó ngủ trên giường phải thay đổi. Câu chuyện vừa được chia sẻ trên mạng xã hội cho biết chú chó tên là Milu có thói quen ngủ cùng chủ. Do nhà có vườn rộng nên không tránh khỏi những vị khách không mời. Vào ban đêm, khi đang ngủ, chú chó bất ngờ bật dậy và liên tục sủa như đang thông báo điều gì đó bất thường trong nhà. Người mẹ tỉnh dậy bởi tiếng động của chú chó. Bà đã bất ngờ khi phát hiện một con rít lớn đang bò ngay cạnh mình. Sau khi hô hoán cho cả gia đình dậy, khi vào nhà đã thấy kẻ nguy hiểm bị chú chó Milu xử lý. Người chia sẻ những bức ảnh này cho biết chú chó Milu trước đó cũng từng tấn công một con rắn khi nó đang muốn bò vào nhà, đe dọa tính mạng của những người trong gia đình. Có thể thấy, người bạn bốn chân không chỉ biết trong nhà, chúng còn là người bạn, người bảo vệ cho gia chủ trong những trường hợp vô cùng đặc biệt. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!